Triển lãm quốc tế nguồn cung ứng sản phẩm cao cấp cho thị trường Việt Nam lần thứ 6 Free Premium năm 2023 vừa khai mạc vào chiều qua tại Trung tâm Triển lãm Sài Gòn, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Là sự kiện thường niên uy tín và chuyên nghiệp về nguồn cung ứng tại Việt Nam, triển lãm Free Premium 2023 thu hút sự tham gia của hơn 200 thương hiệu với quy mô 200 gian hàng, trưng bày hơn 1.500 sản phẩm thuộc nhiều lĩnh vực như nhà cửa nội thất, thời trang làm đẹp, thực phẩm đồ uống. Rất nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc muốn kết nối với doanh nghiệp tại Việt Nam để mở rộng thị trường. Không chỉ tham quan trực tiếp, triển lãm còn tạo cơ hội cho các nhà mua hàng xa được tham quan trực tuyến qua các nền tảng mạng xã hội. Chúng tôi mong muốn nhiều người tiêu dùng Việt sẽ biết đến sản phẩm mỹ phẩm Hàn Quốc được chiết xuất từ các loại nông sản thân thiện môi trường, an toàn cho người dùng. Vì vậy, đến với triển lãm, chúng tôi kỳ vọng sẽ tìm được đối tác tại đây để tạo ra những sản phẩm phù hợp với sở thích của người Việt Nam. Với 30 năm kinh nghiệm sản xuất các sản phẩm rèm cuốn chất lượng cao tại Hàn Quốc, chúng tôi rất muốn mở rộng thị trường tại Việt Nam. Trước đây chúng tôi đã từng làm việc với một số công ty ở Hà Nội. Đến với triển lãm lần này là chúng tôi muốn tìm đối tác tại thành phố Hồ Chí Minh. Các khu vực trong triển lãm được chia theo từng ngành hàng riêng biệt, giúp khách hàng thuận tiện hơn khi đến tham quan. Là đơn vị chuyên về ngành hàng thực phẩm, chúng tôi hy vọng đây sẽ là cầu nối giao thương hiệu quả cho chúng tôi cùng các nhà mua hàng và nhà cung cấp trên toàn cầu gặp nhau. Tại triển lãm còn có nhiều các chương trình bên lề mang đến những trải nghiệm thực tế thú vị và chương trình mua hàng giá tốt là các sản phẩm chính hãng từ các thương hiệu nổi tiếng với giá ưu đãi. Triển lãm diễn ra từ ngày 1 đến ngày 4 tháng 6, dự kiến thu hút khoảng 20.000 khách tham quan, hứa hẹn mang lại nhiều thông tin hữu ích và cơ hội hợp tác cho các doanh nghiệp tham gia.